Chào. Hả? Này, con xem đầu tiên mà. Mẹ thích màu hồng. Gì? Màu hồng đẹp hơn. Không, màu đen đẹp hơn. Hồng. Đen. Hồng. Đen. Hồng. Đen. Wow, đây là căn phòng màu hồng của tôi. Đây là căn phòng màu đen của tôi. Ha ha. Oh. Màu đen ư? Hả? À. Đây là giường của tôi. Màu đen đẹp hơn. Wow. Đã đến giờ trang điểm. No, 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 no. À. Ừ, xin lỗi. Này, Flash. Bạn có đói không? Đi. Chào, bạn thật dễ thương. Mẹ ơi, cho con một túc nơ vít. À, được thôi. Thật đẹp. Gì? Trông thật tuyệt. Mình thích màu hồng. Nó không đẹp. Tại sao? Màu đen không phải màu hồng của mẹ. Con có thể cho mẹ không? Dạ được. Yeah. Oh, màu hồng. Đi nào. Đã đến lúc vui chơi. Này, Flash. Oh, wow, một quả bóng màu hồng đẹp hơn. Mình đói quá. Oh, xin chào. Tôi có thể đặt hàng không? Được rồi. Cảm ơn. Oh. Wow. Oh, wow. Hãy nhìn xem. Đó là thức ăn màu hồng. Thức ăn màu đen ngon hơn. Dừng lại. Chúng ta cần thực phẩm lành mạnh. Tất nhiên rồi. Vòng tiếp theo. Wow. Tuyệt vời. Xin lỗi. Con cần làm sạch nó. Dạ được. Ồ.
Nữa hả? Ô mẹ ơi, mẹ ơi. Ô, xin lỗi. Mỗi màu sắc đều đẹp, nhưng mỗi người đều có màu yêu thích của họ. Mình thích màu hồng, nhưng màu đen đẹp hơn. Hả?